kính chào quý vị trân trọng kính mời quý vị nghe ông lý long viết về hoàng sa hoàng sa nỗi buồn lịch sử tôi nhớ lại lời dặn đã được lập đi lập lại của huấn luyện viên ông ta là một phi công lái f 105 và đã bay hơn 100 phi vụ oanh tạc Bắc Việt. Ông nhắc nhở tôi rằng là khi không chiến thì phải xem kẻ thù của mình là một phi công giỏi nhất thế giới. Không chần chờ quan sát chung quanh, nhanh chóng phán đoán tình hình, có phản ứng nhanh, đúng, kịp thời, chính xác, không để mất bóng phi cơ địch, khai hỏa thật nhanh và hỗ trợ cho người bạn của mình tôi vẫn biết lý thuyết là thế nhưng trên thực tế ngoài khả năng của phi công còn có những yếu tố khác như khả năng nhào lộn tốc độ thăng tốc của máy bay vũ khí trang bị trên phi cơ vị thế đầu tiên của phi cơ địch và thời tiết nữa hôm nay thực sự những bài học kinh nghiệm huấn luyện về không chiến sắp được ứng dụng có lẽ chỉ khoảng nửa giờ sau khi cất cánh từ Đà Nẵng. Tôi đã nóng lòng chờ những giây phút ấy. Chưa bao giờ xảy ra trong đời, tôi thầm nhủ phải coi chừng những chiếc MiG-21. Khó nuốt, nhưng không thắng thì huê, chứ nhất định không chịu thua. Đến một giờ trưa, vẫn chưa thấy dấu hiệu gì chuẩn bị cất cánh. Ông thiếu tá giàu người chỉ huy trận đánh đi họp vẫn chưa về rồi một giờ ba mươi rồi hai giờ hai giờ ba mươi rồi ba giờ mà vẫn chưa được lệnh gì cả lúc đó tôi nghĩ đi trễ như vậy lúc về thì tối mất không mấy thuận lợi nếu phải về trong trường hợp ít xăng và đáp xuống phi trường phù cát còn khá xa lạ với những phi cơ F-5. Khoảng 5 giờ chiều mới biết cuộc hành quân oanh tạc Hoàng Sa bị hủy bỏ vì Mỹ không cho đánh. Ngày hôm sau, tôi không có tên trong lịch trình trực bay, nhưng không đi đâu được vì đang cấm trại 100%, nên vẫn quanh quẩn ở phòng trực phòng không. Tại Đà Nẵng, Lúc nào cũng có 3 phi tuần F5 trực vòng 0. Phi tuần X-ray trực 5 phút. YOLO trực 15 phút. Whiskey trực 30 phút. Có nghĩa khi báo động, phi tuần X-ray bằng mọi cách phải kết cánh trong vòng 5 phút. Sau đó phi tuần YOLO được đôn lên thành 5 phút. Sẵn sàng cất cánh nếu cần. Phi tuần Whiskey đôn lên thành 15 phút và sẽ thành trực 5 phút nếu phi tuần du đu phải cất cánh. Khoảng 3 giờ chiều, tình hình vẫn bình thường. Trung Ý Trinh, người trực phi tuần 5 phút đến gặp tôi. Xin tôi trực thế cho một lát để về đưa con đi bác sĩ. Tôi nhận lời vì chúng tôi vẫn thường giúp nhau, xem như anh em. Tôi lấy mũ bay ra phi cơ gỡ mũ bay của Trung úy Trinh ra, nối ống dưỡng khí và dây vô tuyến vào. Vì mỗi người có mũ bay riêng đã được điều chỉnh cho phù hợp với đầu của mình. Khoảng 3 ba 30 lúc đó Trung úy Trinh vừa chạy xe vào khu vực phòng không, đang mặc bộ Jesus sút thì báo động. Tôi vội chạy ra phi cơ. Trung úy Trinh cũng chạy theo gọi tôi. Long, để tôi bay cho. Tôi vừa chạy vừa trả lời, không kịp đâu, tôi đã đổi mũ bay rồi. Nói xong, tôi liền leo vào phòng lái, mở nút battery, Hoặc hai quai dù vào, khóa, Xích bao lại, đổi mũ bay, rồi đeo mặt nạ dưỡng khí vào. Trong khi tôi làm những việc đó, thì một chuyên viên phi đảo vừa nổ máy, vừa giúp tôi nối dây giê lại khi anh ta bước xuống rút cầu thang là tôi đóng ngay nắp phòng lái rồi tống ga vọt khỏi ụ động đài kiểm soát không lưu đà nẵng thông báo ngay trên tần số vô tuyến cao độ 20.000 feet và hướng bay 045 và đài kiểm báo panama ở trên đỉnh núi sơn trà yêu cầu để dễ dàng nhận thấy mục tiêu Lúc ấy mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Tôi không còn nhớ gì ngoài những phương thức cất cánh khẩn cấp. Chạy ra phi đạo, không chần chừ tống ga tối đa, mở afterburner. Chiếc số 1 chạy trước, tôi bám sát theo. Phi cơ lao nhanh trên phi đạo. Hôm ấy vì chuẩn bị đánh hoàng sa, nên phi cơ mang ba bình xăng phụ phải chạy đến hơn một nửa phi đảo mới cất cánh được. Có lẽ từ khi báo động đến khi chúng tôi gấp bánh lại khoảng 3 ,5 phút rưỡi, không lâu hơn khoảng thời gian ấy. Khi đang bay lên cao, chúng tôi liên lạc với đài kiểm báo Panama xin diễn tả mục tiêu. Được cho biết hai phi cơ MiG-21 cất cánh từ Hải Nam bay về hướng Đà Nẵng còn cách phi tuần chúng tôi vào khoảng 100 dặm. Tôi bay dạt ra xa, hơi lùi phía sau đối với chiếc số 1 trong đội hình không chiến. Trung úy Tảo bay số 1 liên tục hỏi Panama về mục tiêu vì 100 dặm tuy mắt thường không nhìn thấy nhưng hai phi cơ siêu thanh bay đối đầu nhau thì chỉ chốc lát đã ở bên cạnh nhau ngay Chúng tôi tập trung quan sát kỹ lưỡng chung quanh, chưa thấy Mick ở đâu. Lúc đó, ở phi đoàn gọi hotline lên Panama, dặn chúng tôi nhớ vất ba bình xăng phụ trước khi không chiến. Tôi vừa bay vừa nghĩ, chắc đụng thật rồi, nút nhả ba bình xăng phụ ở vị trí standby, chỉ cần bấm nút thì ba bình xăng phụ sẽ tách rời khỏi máy bay ngay lập tức. Tôi liếc nhanh hỏa tiễn sai được điện, đã sẵn sàng khai hỏa. Tôi vặn nút volume tầm nhiệt của hỏa tiễn không không nghe cho rõ. Để khi không chiến, hỏa tiễn bắt được hơi nóng của phi cơ địch, sẽ báo lên bằng âm thanh nghe được bằng headphone gắn trong mũ bay. Trung Ý tạo vừa liên lạc với Panama, vừa quan sát mục tiêu. Tôi cũng thế, theo dấu chiếc số 1, đồng thời cũng quan sát thật kỹ. Mình phải thấy mít trước. Nhưng Panama im lặng vô tuyến một lát, rồi yêu cầu chúng tôi giữ cao độ 20.000 feet và bay vòng trở lại. Vì hai phi cơ mít hăm của Trung Cộng đã quẹo về hướng Hải Nam. Chúng tôi bay bao vùng vòng tròn ngoài biển, cách phi trường Đà Nẵng khoảng. 80 đến 100 dặm. Thực ra, Trung Cộng muốn thử phản ứng của không quân Việt Nam Cộng Hòa, và chúng ta đã phản ứng rất nhanh, cất cánh ngay trước khi Mỹ xâm nhập không phận, và nếu có xảy ra không chiến, thì chúng ta kể như có lợi thế, vì gần Đà Nẵng và khá xa Hải Nam. Sau khi đã chỉ định danh sách những người bay các phi tuần còn lại, nếu tôi nhớ không lầm là khoảng 10 phi tuần, mỗi phi tuần hai chiếc. Phi cơ cất cánh bay cuối cùng là một chiếc RF-5 do một vị thiếu tá phi đoàn 522 lái có nhiệm vụ bay qua chiến trường chụp hình kết quả cuộc oanh tạc do những chiếc F-5 bay trước ném bom xuống. Khoảng 10 giờ sáng, tất cả những phi công tham dự cuộc hành quân đặc biệt này lên sư si đoàn họp, nghe thuyết trình kế hoạch đánh Hoàng Sa. Chẳng mấy khi những cấp sĩ quan cấp nhí như tụi tôi được vào phòng họp này, nên thấy có vẻ hơi lạ. Đại tá tư lệnh phó sư si đoàn một không quân thuyết trình tình hình và kế hoạch ném bom. Từng phi tuần cất cánh từ phi trường Đà Nẵng, cách bờ biển 100 dặm. Nếu thấy chiếc tàu nào đều đánh chìm vì hải quân của chúng ta đã rút về phòng thủ ở trong vòng 100 dặm. Các tàu của các nước khác đã được thông báo và yêu cầu tránh xa vùng Hoàng Sa. Chỉ có 10 phút không chiến, không được ở lâu. Khi về, bay chích xuống hướng Nam, đáp xuống vị trường Phù Cát, chứ không về Đà Nẵng nữa, vì sợ phi cơ mít bay trận hậu nếu máy bay MiG đuổi theo những chiếc F-5 bay về phù cát, thì nó sẽ bị những chiếc F-5 cất cánh từ phi trường Đà Nẵng lên trận đuôi, nên sẽ không dám bay xa xuống hướng Nam. Khi nghe thuyết trình như vậy, lúc ấy tuy tôi còn rất trẻ, nhưng tôi đã hình dung được chưa chắc mình đã bay được đến Hoàng Sa, mà chắc chắn trận không chiến sẽ diễn ra vào khoảng không phận 120 dặm cách Đà Nẵng cũng như đảo Hải Nam của Trung Cộng. Vì khi chúng ta cất cánh lên bay về hướng Hoàng Sa, máy bay mix sẽ lên ngay cả ngay và cuộc đối đầu sẽ diễn ra trong khoảng tọa độ đó. Đến khi thuyết trình về hệ thống cấp cứu, nếu chúng tôi phải nhảy dù trong trường hợp khẩn cấp, Đại tá tư lệnh phó sư đoàn 1 không quân cho biết, cách bờ biển 50 dặm sẽ có hai chiếc tàu hải quân. Trên mỗi tàu có hai chiếc trực thăng sẽ bay đi cấp cứu trong vòng 50 dặm. Như vậy, nếu mấy anh nhảy dù trong vòng 100 dặm thì cứu được, còn ngoài 100 dặm sẽ không cứu được vì quá xa. Có một vị trung úy đứng dậy hỏi, đệ thất hạm đội mỹ có cấp cứu khi chúng tôi nhảy dù ngoài tầm cấp cứu của chúng ta không đại tá trả lời ngay không đệ thất hạm đội từ chối không cứu lúc đó thì chúng tôi hiểu ngay rằng mỹ đã bật đèn xanh và làm ngơ cho trung cộng cướp đảo hoàng sa của chúng ta là những chiến sĩ việt nam cộng hòa ai mà không đau lòng khi bị Trung Cộng chiếm Hoàng Sa, lấy mất mảnh đất, do cha ông đã đổ bao công lao, xương máu, tạo nên giữ gìn cho đến ngày nay. Những cuộc chiến đấu dũng cảm, đẫm máu như Tết Mậu Thân 68, tái chiếm cổ thành Quảng Trị năm 1972, những trận đánh lừng danh trên khắp lãnh thổ miền Nam Việt Nam, nhất quyết không để một tấc đất vào tay kẻ thù. Vậy mà Trung Cộng lại ngang nhiên công khai xâm lấn Hoàng Sa với sự im lặng ủng hộ của Cộng sản Việt Nam và với sự phủi tay của Hoa Kỳ. Những phi công F-5 được chỉ định oanh tạc Hoàng Sa không ai từ chối, trái lại tinh thần thất cao, sẵn sàng tuôn cánh, dầu không có sự yểm trợ của không quân và địa thất hạm đội mỹ trước khi vào nghe thuyết trình chúng tôi vẫn đinh ninh sẽ có sự tham dự ném bom của không quân hoa kỳ như họ đã từng bay những phi vụ yểm trợ đánh phá việt cộng tại miền nam cũng như tại miền bắc trước khi có hiệp định paris hoặc ít ra không trực tiếp oanh tạc phi cơ mỹ cũng bay air cover cho không quân việt nam cộng hòa an toàn quanh tạc hoàng sa nhưng thực tế họ đã từ chối tại sao vậy lúc đó chúng tôi không hiểu có phải mỹ đã bỏ rơi chúng ta hay họ muốn thử xem thực lực của không quân việt nam cộng hòa có khả năng vươn nổi cánh sắt đến những mục tiêu xa xôi như hoàng sa không buổi thuyết trình hành quân đang khựng lại vì hệ thống cấp cứu rất hạn chế khi bỗng cửa phòng họp mở ra. Đại tá Võ Văn Sĩ, không đoàn trưởng không đoàn 63 chiến thuật ở phi trường Biên Hòa và một sĩ quan không quân cao cấp khác, tôi không biết tên. Cả hai bước vào phòng họp. Đại tá Sĩ chỉ ngay vào thiếu tá Hồ Kim Dầu và nói Dầu, đừng có nóng, hai vị sĩ quan cao cấp mới đến tiếp xúc với đại tá tư lệnh phó sư đoàn một không quân một lát và sau đó ra lệnh cho tất cả các phi công rời phòng họp về khu trực phòng không chúng tôi được lệnh chuẩn bị cất cánh có lẽ vào khoảng một giờ chiều ai nấy sẵn sàng kiểm tra lại chi sút xem lại những dụng cụ cấp cứu trong chiếc áo lưới cẩn thận gai chặt khẩu súng P-38. Biết đâu, đến lúc cần đến nó. Tôi mở sẵn bản đồ hành quân. Hoàng sa nhỏ bé thật. Có nhiều đảo nhỏ, nhưng không có một mục tiêu được chỉ định rõ ràng. Tôi cố học thuộc lòng tần số liên lạc của phi trường phù cát để khi trở về không lạng quạng mò mẫm. Tôi hình dung lại những bài học không chiến đã được tập luyện kỹ lưỡng tại Hoa Kỳ cũng như những phi vụ thực tập hàng ngày ở phi đoàn 538. Tôi có niềm tự tin không đến nỗi nào có thể sẽ thắng. Khi thực tập tại vùng sa mạc Arizona, đã nhiều lần tình cờ không chiến với các phi cơ F-4, F-100, cũng bay những phi vụ huấn luyện về không chiến chính tôi cũng thấy ngang ngửa, không có gì thua sút họ cả. Tôi ôn lại những kỷ niệm năm xưa với những dự tính oanh tạc Hoàng Sa năm 1974 của phi đoàn mà tôi phục vụ để thấy những nỗi đắng cay của chúng ta của một nước kém phát triển của một quốc gia còn non trẻ nhưng gặp thảm họa chiến tranh đã bị các nước lớn khuynh đảo hoa kỳ đã dùng xương máu của những người việt quốc gia chống lại sự bành trướng của cộng sản đã dùng việt nam làm điểm nóng làm tiêu hao sinh lực khối cộng sản quốc tế trong cuộc chiến tranh lạnh toàn cầu với cộng sản chúng ta là nạn nhân của sự xung đột ý thức hệ là tụ điểm va chạm nảy lửa của hai khối cộng sản và tự do trong cuộc chiến đấu chống cộng tại Việt Nam, Hoa Kỳ chủ trương không muốn thắng. Duy trì chiến tranh để làm liên xô trung cộng phải xuất huyết, hao tiền tốn của để viện trợ cho Cộng sản Bắc Việt. Đó là cuộc chiến tranh của những nước lớn. Nhưng lại dùng quê hương chúng ta làm chiến trường. Để rồi, một thời điểm nào đó, vì quyền lợi của Hoa Kỳ người Mỹ phũ phàng bỏ rơi, để hàng chục triệu người vô tội rơi vào địa ngục cộng sản. Ôi, còn xót xa nào hơn thân phận của các nước nhược tiểu, chỉ hứng lấy những sai lầm và là nạn nhân của các cuộc xung đột quốc tế. Hoa Kỳ đã mắc phải những sai lầm rất lớn trong cuộc chiến tranh Việt Nam trước đây. Họ có trách nhiệm phải xoa dịu những nỗi thống khổ hiện nay của những người dân và chiến sĩ quốc gia mà quá khứ đã dũng cảm chiến đấu cho tự do bên cạnh Hoa Kỳ bằng những nỗ lực làm tan dần đại họa Cộng sản Việt Nam. Năm 1972, Hoa Kỳ nghĩ rằng bắt tay với Trung Cộng có rất nhiều điều lợi như tạo được sự chia rẽ giữa Liên Xô và Trung Cộng xâm nhập kinh tế Trung Cộng bằng dự án đầu tư thương mại. Hoa Kỳ cứ tưởng nắm đầu Trung Quốc, tức là đã nắm được Cộng sản Việt Nam. Nhưng chính Trung Quốc đã bị Cộng sản Việt Nam phản bội, bỏ rơi để chạy theo Liên Xô. Vì vậy, năm 1979, Trung Cộng đã đem quân qua trừng phạt, dạy cho Cộng sản Việt Nam một bài học đó là thiếu trung tín bất lương. Sau này, có khi chúng tôi tập bay không chiến khá xa bờ biển, có khi đến khoảng 80 dặm, tôi nhìn biển xanh rộng mênh mông. Đà Nẵng nhìn thấy mờ mờ như trong buổi sương mai. Biển bao la quá, tôi thấy tội nghiệp cho những anh hùng hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã dũng cảm, đơn côi chiến đấu với bọn cướp hung hãn trung cộng. Các anh chiến đấu, không ai yểm trợ. Biển lạnh, sóng gió chập trùng. Muốn mau về bến bờ, về thăm nhà cũng mất cả ngày. Còn chúng tôi đây, chỉ một lát nữa thôi. Sau khi đáp xuống Đà Nẵng, là chúng tôi có dịp đi dạo phố hoặc quay quần cùng gia đình. Đã mấy chục năm trôi qua, nhớ lại những kỷ niệm của thổ làm trai thời loạn những ngày tung cánh vẫy vùng trong không gian những ngày đâm xuống ném bom vào đầu giặc thù những ngày trực phòng không dài lê thê những ngày mưa dầm kéo dài cả tuần lễ mây mù che phủ đà nẵng hàm thương hoàng sa đánh dấu một trong những bước khởi đầu của tiến trình bỏ rơi việt nam cộng hòa đó là một nỗi buồn lịch sử báo động cho một đại họa sắp xảy ra cho Việt Nam Cộng Hòa. Tôi nhớ đến những người bạn cùng khóa đã anh Hùng ra đi vĩnh viễn. Nào Nguyễn Anh Tuấn, Đinh Thành Trung, Nguyễn Thăng Long, Lê Mậu Trung, Đặng Minh Toàn, Trần Anh Tiên, Lê Trường Sa. Từ khi còn trong quân trường, các anh và chúng tôi đã cùng hát Đây đó Hồ nước ơi Không quân Việt Nam Đưa trên ngàn mây gió u, 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 u. Ôi phi công Danh tiếng muôn đời Danh tiếng muôn đời Lại mở đầu bằng tiếng Ôi nám nồng các anh đã thực hiện những chuyến bay dũng cảm, gieo kinh hoàng khủng khiếp cho kẻ thù, và các anh đã chết để gian sơn được sống, để đồng bào được ấm no. Nhưng người Mỹ đã buông xuôi, hậu quả là nước mất nhà tan, người Việt Nam lưu lạc bốn phương trời. Những cánh chim sắt của không quân Việt Nam Cộng Hòa đành phải xếp cánh, và có lẽ sẽ không còn cơ hội nào tung bay như ngày xưa nữa xin dành một phút tưởng niệm đến tất cả những anh hùng hải quân đã hiên ngang dũng cảm hải chiến với tàu trung cộng để bảo vệ hoàng sa và đã chọn đại dương là mộ an nghỉ cuối cùng xin dành một phút tưởng niệm đến tất cả những phi công việt nam cộng hòa đã trải dài thân xác mình trên khắp quê hương thân yêu vì chính nghĩa quốc gia và lý tưởng tổ quốc không gian. Ngày nay, khi Cộng sản Việt Nam lại ký kết hiệp ước biên giới dân đất, dân biển, dân một phần giang sơn của tổ tiên và tiền nhân để lại cho Trung Cộng, thật tỏ rõ Cộng sản Việt Nam thật sự chỉ là quân bán nước kỹ lịch sử bán nước của Cộng sản Việt Nam, tôi mới biết ngày 14 tháng 9 năm 1958, Phạm Văn Đồng, thừa lệnh của Hồ Chí Minh, đã ký dân hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Cộng. Có lẽ trước năm 1974, Trung Cộng không dám đụng đến vì trên đảo có quân lính Việt Nam Cộng Hòa chấn dưỡng và hoa kỳ vẫn còn sát cánh với quân lực việt nam cộng hòa chống cộng nhưng khi biết mỹ có ý định rút quân ra khỏi miền nam trung cộng tấn chiếm để xem phản ứng của chúng ta và hoa kỳ như thế nào rồi từ đó cố vấn cho cộng sản bắc việt đẩy mạnh cuộc xâm lược để chiếm miền nam việt nam và thảm họa đã đến ngày đó tôi thật ngây thơ khi nghĩ cuộc chiến hoàng sa chỉ là âm mưu ăn cướp một hòn đảo nhỏ và người mỹ cũng không quan tâm vì mất đảo hoàng sa không có nghĩa mất đi một vị trí chiến lược có ảnh hưởng đến sự sống còn và tồn vong của việt nam cộng hòa với tư cách người lính chiến đấu bảo vệ quê hương với những hiểu biết rất hạn chế về thời cuộc mình đâu có nhìn thấy tiến trình bỏ rơi của Mỹ và hiểm họa cộng sản mỗi ngày một lớn, để rồi vẫn bình thản bay bổng làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình cho đến ngày mất nước. Trân trọng cảm ơn quý vị đã nghe.